Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh ha. Tiếp tục lô U18 máy nha anh em. Đó, hôm nay là chữ U ha. Rồi, anh em chốt hàng thì liên hệ trực tiếp giùm em là 0972 949 527. Đó, anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh và một nút like ha. Đó, với cái hình thức là em bán hàng không có cần phải đặt cọc tiền, bởi vì mình xem con máy nào ưng ý thì em sẽ giao chính xác con đó. Và mình đặt hàng mình phải có trách nhiệm với cái món hàng nha. Đó, đừng có như khứa sầm sàm hồi chưa đó, đem bóc phốt lên xong rồi hâm dọ đồ ghê lắm. Có gì ngon á thì điện trực tiếp nói chuyện đi, nhắn tin câu chi rồi chặn lại nữa. Đó, mấy anh xem 100-200 ngàn của mấy anh kiểu như là bánh xe bò vậy đó, nó bự lắm hay sao á. Đó, sống sao mà sau này cho để đức với con cháu. Ví dụ như trường hợp đi phụ huynh đồ mấy đứa con học chung đó, ví dụ như mấy đứa đi học đó, nói tụng người thằng cha này gì đâu mà sống như cái quần què nó đi bơm hàng đó, tụng người ta cười chết. Đó, như vậy thôi chứ 200 ngàn đối với em nó không có lớn đâu, xin cho cũng được đó, thiệt luôn á. Đừng có làm gì, tại vì công cán người ta làm gì mệt lắm. Với lại người ta bên bưu điện người ta phát hàng tới phát hàng lui, người ta gọi tới người ta gọi lui, người ta tốn tiền nữa. Một con máy người ta đi giao cho mình như vậy, người ta được có 6 ngàn hay là 7 ngàn vậy thôi, chứ đâu người ta đâu có được nhiều đâu. Đó, mà mấy anh không biết suy nghĩ, mấy anh làm những chuyện thiệt là tào lao, không có nói được. Rồi, thì không có nói tới nữa ha. Đó, thì anh thích gì, nếu như muốn thì cứ chuyển khoản trả tiền ship đi, người ta gỡ clip xuống thôi. Không có nói nhiều, còn không thôi thì cứ đợi đó ha. Mạnh ai biết, được thì biết. Rồi, thì một con máy trên đây là đã bao ship tặng nhà cho mình, đã yêu cầu mình ở lãnh thổ Việt Nam là gửi được ha. Đó, hiện tại thì ngưng nhận là Nga và Ukraine anh em. Đó, ngưng nhận hai nước đó nha. Hiện tại qua đó súng đạn nó bay tùm lum trên hai cái nước đó, không có dám nhận nha. Đó, Nga và Ukraine bên em không nhận gửi hàng. Đó. Rồi, hàng đến nơi mình được quyền kiểm tra máy, nổ máy xong mình mới trả tiền. Đó, và một con máy sẽ bao ship tặng nhà và tặng kèm theo 6 món phụ tùng đầy đủ là dây đeo, lưỡi dao, tiếp tháo mugi, ổ khóa cước, lục giác 4 và cản cỏ ha. Đó, thì anh em chốt con máy trên đây làm sao thì em sẽ giao y chang như vậy. Đó, ví dụ như như con này đây, con U13 này đây, cái kiểu này nè, cái kiểu một tay lái không thích ha, là chỉ bổ sung đổi lên hai tay cho mình. Đó, hoặc là hai tay không thích đổi xuống một tay cho mình, là phát sinh là những cái đổi những cái chi tiết đó thôi. Đó, còn ví dụ như ga chết không thích xài ga chết thì em gắn cho mình cái ga bóp mới ha, đơn giản nha anh em. Đó, bởi vì mình xem cái nào thắc mắc không hiểu rồi mình hả chốt. Đó, hỏi xong ưng ý thì mình chốt, còn không ưng ý thì mình cho qua luôn. Mình đăng ký kênh, bật chuông thông báo đó, mình chờ clip lên hàng ngày. Bữa nào em không lên, 6 giờ tới 6 giờ rưỡi chiều ha, bữa nào cũng lên hết. Đó, có bữa nào mà nhậu xỉn là không lên thôi. Đó, rồi, máy hôm nay là gồm có siêu vip không anh em. TU26 nè, T là 26 nè, TB26. Trời ơi, ba con cọp nằm dưới đó kìa. Máy phải gọi là mới chát không. Ở bên đây là có Qgit Echo 2610 nè, trợ lực 2 kim nè. Ở đây là có Qgit Echo 260 nè. Nói chung là lô hôm nay cũng toàn là máy siêu vip không anh em. TL231 đẹp như máy mới luôn. Magu 26 cũng phải là đẹp như máy thùng luôn, có ra bóp zin luôn. Ở bên này thì có Gilby Komatsu 26 nè, con máy mà 34 ly 26cc, giá tầm trung cỡ 1.6-1.7 nè. Đó, thì mấy con này anh em hổng rất là chuộng. Đó, Magu 26, Magu 23 trợ lực rồi ra bóp nè. Mitsubishi TM24. Đây có một cặp đeo lưng là Komatsu cánh bướm nha anh em, Komatsu cánh bướm ha. Còn gọi ngoài Bắc tên khác nó là Hu226. Ở cặp Magu 20, Hitachi 26cc nòng 34 ly tum gầy mugi đứng mà giá có 1.500.000 nè, chạy chế quanh gầu luôn. TB20 Hitachi. Đó, và con đầu tiên là con U1 là con Shingu ha. Đây, này có cái cục máy bán cho anh em nè. Anh em nào hồi tối hỏi sao không lên đầu máy ở đây ha. Vẫn có chứ không phải là không có, nhưng mà làm biến lên thôi. Đầu này thông thường mỗi khi thì em bán là 950.000, em bao ship, nhưng mà hôm nay bán em 900 thôi. Bán kiểu như lấy lọc ha, không cần lấy lời, đó là bán lấy lọc thôi. Thì con này là nòng 32 ly, 24cc, máy móc hình thức nguyên zin nguyên bản hết. Và con này là lên chế 2 kim mới rồi nha anh em, lên chế 2 kim mới rồi ha. Thì con này là cái tum của nó là tum gầy, tum nhỏ ha, tum 260 đó. Tum gầy, tum nhỏ, tum 260. Đó, thì anh em có thể là gáp được xịt thuốc, hoặc là mình gáp vô mấy cái bộ cần tum nhỏ, tum 260 là ok hết ha. 900 ngàn anh em, bao ship ha, chỉ đầu máy nha. Quên, nó gắn cho anh em cặp bố nè, gắn cặp bố đầy đủ. Với lại áo nó hơi bể đây tí xíu nha, bể đây tí xíu. Thì công tắc đây,
bật ra sau ra cái Mugi này nè là chạy nha, bật lên trước là tắt nha nè, nhớ nha, để nhiều khi mình đè vượt hoài không chạy á. Rồi 900k nổ đi em, con này tung gời anh em, tung thông dụng nha. Ở 900k anh em lưu ý là con này là tum gời, tum nhôm, tum 260 là cái tum thông dụng nha. Đó, để anh em không biết rồi nhiều khi phân bày rồi hỏi sao cái người ta bán cái cục 300-400 là nhiều khi là những con là tum liền như vậy nè. Tum liền là anh em phải kiếm bộ cần giống nó mới được, hoặc là những con mà tum lỡ đồ này kia hay đó phải kiếm bộ cần đúng nó mới được. Đó ha. Rồi em vô con đầu tiên là con U1, con này là con Singu nòng 31 ly, con này 31 ly mà ghi lộn 30 nè. 21cc ha. Đó thì một con máy thiết kế nhỏ gọn cho mình xài gia đình, nó phát cỏ vườn nhà quanh nhà đồ này kia rất là ok, rất là ngon. Thì con này giá có 1,2 triệu thôi, giá này bao ship rồi tặng kèm theo 6 món phụ tùng đầy đủ, hàng đến nơi kiểm tra máy, nổ máy xong mình thanh toán tiền. Đó, máy móc nguyên zin nguyên bản hết, đó chỉ là lên cái bộ chế hai kim mới cho anh em dễ xài dễ nổ nè. Đó ha, máy thì hình thức là khá đẹp nha anh em, Singu gọi tên khác nữa là xỉn ngủ đó. Đó, và ngon lành thêm của nó là được tum gời, tum nhôm, tum 260. Đó, tên gọi khác là tum nhỏ đó ha, em có giới thiệu hoài. Đó, chừng nào mà em nói mà không phải mà tum nhỏ, không phải tum 260 là mấy con đó là không phải tum gời nha anh em nhớ ha. Đó, công tắc đây ha. Rồi, tay lái hai tay. Ở tay này thì em có sơn lại nha nè, tay kiểu như nó hơi đen đen, em sơn lại nhìn cho đẹp. Ở cần đầu bò đó là zin hết, 1,2 triệu thôi. Rồi, con U1 1,2 triệu ha. Em qua con U2. Con U2 là con này là con Hitachi nha anh em, Hitachi ha. Nòng con này là 32 ly, 22cc, một con máy dòng máy đề cao, dễ nổ, tiết kiệm xăng cho mình. Con này đề cao dễ nổ và lại xăng lắm nha anh em. Đó thì cái này tình hình đang căng thẳng, xăng nó đang đột giá, nó đang lên biến, nó lấy con này xài cho nó đỡ hao xăng. Đó, rồi. Con nòng này nòng 32 ha, 22cc, chụp giật trợ lực cho anh em mình. Đó, Mugi là Mugi đứng ha, cực kỳ lanh luôn. Chế là chế quanh rồ ra ngang, chế tiết kiệm xăng ha, dưới bơm nằm đây. Đó, le kéo xuống là đóng le nè. Nhớ nha, con này là kéo le nghe, kéo xuống nè. Đó, kéo lên là mình mở ha. Con này máy móc thì nguyên zin nha. Đó, nguyên zin nguyên bản hết Hitachi. 1,250,000, đỡ quá rẻ luôn. Máy bồ sáng trưng luôn. Cực đẹp anh em, cực kỳ đẹp ha. Đây Hitachi ha, tum liền. Đó, hai tay lái ra hai chế độ luôn nè. Chế độ này là tự trả, nó kiểu như ra bóp với anh em ha. Trả trả nè ha. Còn chết thì cột cái bóp với thằng này vô ha. Lên tới đâu là sững tới đó liền. Rồi, công tắc đây. Chữ O là tắt. Đó, chữ O là tắt nè. Chữ Y là mở ha, nhớ giùm em mấy cái khúc này. Ở cần trắng cỏ đầu bò là zin nguyên bản cho mình hết. Rồi 1,250,000 cho con U2 ha. Đó, lý do là cái này xăng nó mắc quá, châm hơi ít, bởi vì lên hơi chậm nghe nè. Đó, châm xăng vô đầy đủ là lên mau thôi. Rồi tiếp theo là con U3. U3 là cái dòng này là dòng Mitsubishi TB20, nòng nó 30 ly, 20cc ha. Thì cũng là một con máy nhỏ gọn cho mình xài gia đình. Cái trọng lượng con này thì nó rơi tầm 4kg thôi. Thì cái dòng Mitsubishi TB này là một cái dòng máy đề cao nghe nè. Đề cao ha, nó chạy rất là ổn định, bốc và cực kỳ là lợi xăng luôn. Đó, con này thì áo hơi đen đây chút xíu. Đó, 1,450,000. Đó, chế là chế quanh rồ, chế hai kim, chế zin theo máy ha. Lốc dập da băng, máy móc là nguyên zin. Nguyên zin nguyên bản hết. Đó, máy rất là đẹp. Đó, TB20 ha, tum nhựa. Đó, TB20 tum nhựa. Tay lái là tay lái hai tay, tay lái đồi ha. Gà chết. Đó, cần đầu bò hiện tại đang thiếu thì chừng nữa gáp zin đầy đủ cho anh em mình hết. Giá 1,450,000 anh em.
4-50 ngàn ha. Đó, máy thì chạy siêu bốc rồi, đáng ra mấy con này 1.5-1.6, áo nó hơi nám nám như nè, chỉ là nó mẻ trên đan lỗ nè nè. Ở nhưng mà áo thì sống là cứng cáp rồi còn ngon lành nha. Con này về xài gia đình mà lâu 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 ra xài một lần là giật nó rất là dễ nổ. Đó và chạy không biết đời nào mà hư nữa luôn. Rồi U3 1.450 ha. Em qua con U4. U4 này là dòng Hitachi nghe nè. Hitachi là con này là nòng 34 ly 26cc đó nghe. Con này giá mềm cho anh em nè. Con này giá có 1.5 triệu thôi. Giá có 1.5 triệu ha. Nòng 34 ly 26cc. Đó dòng Hitachi nghe nè. Đó con này là chạy chế quanh rồi, chế một kim, chế zin, mua ghi đứng. Và thêm cái nữa là nó tum gời tum nhôm tum 260 luôn anh em. Tum gời tum nhôm tum 260 luôn. Đó lý do là cái máy nó đề trước á, đề trước vỏ sắt nè. Đó bởi vì cái giá thì nó mềm thì em bán cho anh em cái giá mềm thôi, giá 1.5 triệu thôi. Con này về đập cước và có cứng bao la thoải mái, phát bao cho anh em chạy luôn. Đó, bơm nước hoặc là gáp xịt thuốc đều được hết. Anh em nào muốn bơm nước mua thêm cái đầu bơm thì 150 ngàn nha. Ở công tắc đây, tum gời tum nhôm tum 260 gáp được xịt thuốc, máy móc nguyên zin nguyên bản hết. Đó, ốp eo nè. Thông số kỹ thuật thì tem nhật đồ bò em quen luôn. Tay lái đôi hai tay ra chết ha, cần trắng cỏ đồ bò zin hết. Và hiện tại nó còn luôn cái ổ cước zin nha. Đó, anh em chốt thì tặng luôn cái ổ cước zin luôn á. Đó thì chừng nữa mình xỏ dây vô mình xài nha anh em. 1.5 triệu cho con U4 nha. Quá em, chạy cực kỳ em, cực kỳ mạnh luôn. Rồi con U4 là giá 1.5 triệu nha anh em. Em qua con U5 ha. U5 và U6 đi. Đó là cái cặp dòng máy siêu đẹp. Đó cái dòng này là cái dòng Magu nha anh em. Magu Yama ha. Ở dòng này thì nòng nhỏ nha, 30 ly, 20cc thì cái dòng máy cho mình xài gia đình. Thì con này thì phải gọi là siêu đẹp luôn. Thì những cái dòng máy này rất là phù hợp cho là những anh mới bắt đầu sử dụng máy hoặc là những bác lớn tuổi á ha, thì nên xài mấy cái dòng này. Tại vì nó dễ nổ. Đó, chạy nó ổn định cao, nó không có hỏng giặt. Đó, và máy hai con này thì siêu đẹp luôn. Mấy dòng Magu thì giới thiệu quá nhiều rồi. Bền, dễ nổ, tiết kiệm xăng, hư phụ tùng nhiều và độ ổn định nó rất là cao nha. Thợ thầy rất là dễ chỉnh sửa, dễ làm luôn. Máy móc cặp này nguyên zin hết nha anh em, đẹp như máy mới luôn nè. Áo đây hơi bể đây chút xíu nè. Đó, thấy không? Đẹp như máy mới luôn anh em nhìn nè. Quá đẹp, xúc sắc nguyên zin hết. Đó. Chế quan rồi, chế zin. Đó. Lóc hình như có dọc da băng luôn. Ở có dọc mắt in da băng luôn ha, số xe ghi luôn. Đó. Em quay máy là quay rất là kỹ luôn đó anh em, nào mà sợ lộn máy rồi này kia thì cứ chụp số xe ghi lại và ấy thôi. Đó mà hồi đó giờ chắc không có tình trạng cái vụ đó đâu. Đó, bồ sáng trưng luôn. Đó. Rồi con này U5 này 1.4 triệu nghe anh em, còn con này 1.5 triệu ha. Đó con này thì nó cũng đẹp, nó cũng y chang vậy ha. Nhưng mà nó khác cái là con này nó được cái mẫu ga bóp zin. Mắt in da băng ha, nói chung hai con này đẹp xuất sắc nha anh em. Cỡ 98% á. Đó, hai con này xài tụm liền hết nha. Công tắc đây nè. Đó, con bên đây cũng vậy luôn ha. Đó, hai tay lái ha. Con này thì ga bóp zin nè, ga hai chế độ. Đó, bóp, còn chết á thì cột phần này lại ha, lên xuống mấy cái này giới thiệu quá nhiều rồi. Còn con này xài ga chết nha anh em. Đó, cần trắng cỏ đầu bò là bao zin hết nha. Quá giòn, máy cực kỳ mới luôn anh em. Mấy con này về pha nhớt chuẩn, không biết đời nào mà hư được nó luôn. Hai con này mình lấy về mình trưng bày cũng được luôn anh em, quá đẹp ha. Rồi U5 1.4 triệu, còn U6 1.5 triệu ha. Tiếp theo là em qua U7 và U8 là cặp máy đeo lưng nha anh em. Thì anh em mình nhớ thì chốt hàng liên hệ trực tiếp giùm em là 0972 949 527 ha. Đó, anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh đó, và một dấu like. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi U7 U8 này thì cái dòng máy đeo lưng anh em, dòng máy đeo lưng ha. Dòng máy này là siêu vip nha. Đó thì khi mình quải lên là nó như vậy nè. Đó. Thì cái dòng này là dòng cơm Mitsu. Đó, Trung Nam thì anh em thợ thường gọi là cơm này là cơm cánh bướm. Đó, còn ngoài Bắc đó thì gọi thì mấy con này dán nó là kiểu như dán hu nè, dán kiểu như nó là Huana 226 hay nơi trang thôi. Cặp này siêu vip luôn, giá siêu mềm luôn, có 1.9 triệu cây thôi. Đó, 1.9 triệu cây thôi anh em. Đó, đồng giá luôn. Anh em muốn lấy cái nào lấy, muốn lấy màu đỏ lấy, muốn lấy màu xanh lấy ha. Thì cặp này thì là chạy là bao mạnh.
bao mạnh, bao đập cước và có cứng đồ này kia đồ là ngon lành cành đào hết. Chạy nói chung là muốn phát cái giống gì ra phát cũng được hết ha. Đeo lưng cần mềm dẫn mình dẫn gáp bơm nước được bình thường anh em. Và thêm cái nữa là nó được cái tum gầy thì anh em có thể là sau này tháo ra mình gáp xịt thuốc. Tum gầy tum nhỏ tum 260 đó, tháo ra gáp được xịt thuốc. Và sau này xài đeo lưng chán ừ, không thích xài đeo lưng nữa, chỉ cần con này là vô thêm cái bộ cần thẳng với lại cái bình xăng lớn ở dưới nữa là xong. Đó ha, là chuyển qua cần thẳng xài. Đó rất là đơn giản luôn. Đó thì cặp này nòng 34 ly 26cc ha, cặp này hư thì phụ tùng khỏi cần lo. Đó, lấy đồ của con Hu 226 gáp vô vẫn được, và những lấy đồ những con Trung Quốc nó nhái theo mẫu này gáp vẫn được. Nhưng mà cặp này em bao zin cho anh em mình 100% hết á, chưa thay thế chưa gì hết. Cái nào thay cái nào like thì em sẽ báo liền. Rồi, U7 ha. Quay kỹ cho anh em xem. Đó, quay kỹ cho anh em xem con này ha. Máy móc đẹp. Đó, nguyên zin nguyên bản hết nha. Cặp này về chạy là phải gọi là kiếm cái lỗi là không có nghe nè. Đó ha, mấy cái này chừng này em sẽ dán băng dính lên nha, tại vì đeo lưng về cái này nè lúc nào nó cũng phải là tưa tưa chỗ này tí xíu nha. Đó, nhưng mà nó còn thêm ở trong một lớp nữa rồi nó mới tới cái ruột ở trong nha. Đó, chế quanh rồi chế zin một kim, nói chung là nguyên zin hết. Cặp này chạy mạnh là khỏi suy nghĩ, chạy siêu mạnh siêu bền luôn. Đó ha, đây. Đó thì chừng nữa anh em mình quải lên nó thì sẽ nó nằm gì nè. Đó, nữa dây đeo em gáp cho anh em, dây đeo mới nghiêm chỉnh sạch đẹp hết. Ở ga và công tắc ha, công tắc con U8 này nè là đẩy lên cây láp. Ủa U7 nha anh em, U7 ha, U7 là đẩy ra sau cây láp là tắt nha, kéo về cái máy là chạy. Đó, còn con U8 nè ha, cũng về cái đầu bò là tắt. Đó, về cái đầu bò là mở, bật về cái máy là tắt nè, về cái đầu bò là mở ha. Đó, anh em nhớ cần đầu bò là lúc nào bên em cũng bao zin cho mình hết. Rồi, đồng giá 1.9 triệu một con. Xăng anh em ơi. Rồi, đồng giá 1.9 triệu một cây ha. Đó thì những cái chi tiết này nè, những chi tiết này chừng nữa em sẽ đi lại gọn gàng sạch đẹp cho mình hết nha, chứ không phải để gì đâu. Tại vì mới dọn vệ sinh xong mà chưa có làm lại nó, làm lại nghiêm chỉnh là như con này nè, luồn vô ruột heo rồi hết. Đó 1.9 triệu một con ha. Anh em lụm con nào đó lụm mấy dòng này thì chạy là siêu vip rồi. Rồi tiếp theo qua con U9. Con U9 là cái dòng này là dòng Mitsubishi TM24 anh em, nòng 32 ly ha. 24cc, máy móc nguyên zin đẹp. Đó, máy móc thì nguyên zin nguyên bản hết ha. Ở cái nắp này thì chừng nữa em kiếm gắn vô cho mình đầy đủ hết, còn nếu như không có thì em sẽ đổi nguyên cho mình bộ khác luôn. Đó, máy móc đẹp liền lạc anh em. 1.6 triệu nha. 24cc nòng 32 ly, cáo thì nó hơi bởi nhẹ chỗ này tí xíu. Đó, còn bao nhiêu lại là đẹp nguyên zin. Con này là tum gầy, tum nhôm, tum 260, tum nhỏ ha, máy rất đẹp anh em. Ốc tán anh em nhìn cũng đủ hiểu rồi ha. Đó, đẹp nguyên zin hết nha. Đó, con này là xài hai tay lái ra chết ha, tay này xét rồi nữa thay cho anh em cái bộ khác. Đó, cần đó, trắng cỏ đầu bò đều là zin hết. U9 này 1.6 triệu nha anh em, 1.6 triệu ha cho con U9, máy khá đẹp nguyên zin hết. Siêu êm nha, công tắc nằm trước anh em, dây giật nè, quá đẹp luôn. Rồi U9 1.6 triệu ha, em qua con U10. U10 là cái dòng Magu ha. Đó, dòng Magu thì là bền, dễ nổ, tiết kiệm xăng, hư phụ tùng nhiều. Con này siêu vip siêu đẹp anh em. Con này là nòng 32 ly 23cc nha. Máy nè anh em nhìn nè, cực kỳ mới luôn, bình xăng lớn zin nè, mới chét ha, chế là chế quanh rồi. Đó, con này là chụp giật trợ lực lớn anh em, trợ lực là anh em kéo hết dây ra, buồn xuống là nó chạy thôi. Đó, lóc dập da băng luôn. Đó, và thêm cái nữa là bự cái bộ ra bóp là hai chế độ luôn, muốn bóp bóp, muốn chết chết nè. Đó, quá đẹp quá xịn sò anh em. Đó, nhưng mà cái áo chỗ này nó hơi bị nám nám chút xíu nè. Đó, nám chỗ này tí xíu thôi, chứ máy thì rất là đẹp nha nè, rất là đẹp ha, ra bóp zin luôn. Đó, con này chạy tum lèn nha, công tắc đây nè, xuống là tắt ha, lên là chạy, hai tay lái ra bóp zin, quá ngon, cực kỳ ngon luôn. Càng trắng cỏ đầu bò zin hết, đầu bò con nào thiếu thì nữa cứ gáp zin hết anh em.
dừng lại. Lời hát dây lên. Rồi 1.6 anh em, cái lò xo nó quấn chưa sát á, cái này anh em chốt thì mai em làm lại nghiêm chỉnh hết. Anh em cứ yên tâm ha, hàng đến nơi mình được quyền kiểm tra mà chạy thử xong mới trả mà sợ gì ba này. Rồi tiếp theo là con U11. U11 là cái dòng này là Gilby anh em. Cái dòng này hổm ngày quá trời anh em hỏi luôn nè. Gilby 2620 nồng 34 ly 26cc. Đó, một con dòng máy đầy dòng cơ mít xu đầy cao nha. Dòng cơ mít xu đầy cao á. Đó, mấy con này về phải gọi là đẹp xuất sắc. Đó. Nồng 34 ly 26cc anh em đập cước chặt có cứng đồ ngon lành hết. Đó, và cái dòng này chạy cực kỳ là lợi xăng luôn, chạy ngày 8 tiếng nó hao chừng 2 lít rưỡi 3 lít xăng gì à. Đó, tại vì có khách phản hồi em mới biết cho anh em chứ em có chạy đâu mà biết. Đó, con này là chạy chế hai kim, chế đồng tiền ga ha, kiểu như máy cưa vậy luôn. Đó nè. Le bật hết đây đóng le nha. Đó, bật về là mở ha, bình xăng lớn là bình zin nha. Đẹp mới chát luôn, chụp giật là trợ lực nhỏ nè. Máy móc nguyên zin hết, quá đẹp, 1.7 anh em. Giá cũng gọi là quá hữu nghĩ luôn. 1.7 thôi, quá ngon. Đó nè, tâm liền nha, con này tâm liền hết nè. Đó, tem mát rồi còn nguyên nè, vú bơm nằm sau lưng nha. Đó, con này là tay lái hai tay ha, ở ga gài, mấy con này là đa phần xài ga gài hết. Đó, cái này nó bị què hết tay nè, em gáp đầy đủ, lên là tắt xuống là chạy nha. Cần đầu bò rồi là zin hết, nguyên zin cho mình nha. Siêu mạnh siêu bốc nha nè, dây giật còn mới chát luôn. Rồi 1.7 ha. Tiếp theo hôm qua con U12 cũng là cái dòng Magu luôn anh em. Ở dòng Magu thì giới thiệu quá nhiều rồi, bền dễ nổ, tiết kiệm xăng, hư phụ tùng nhiều đại trà. Mấy cái dòng Magu thì phải gọi là hàng bãi nó về nó chiếm gần phân nửa trong đó. Con này là 34 ly 26cc nha, máy móc thì phải gọi là đẹp, cũng là như máy mới luôn. Nó hơi chạy chạy đi xíu thôi, nó hơi chạy chạy đi xíu trên đây nha nè, tem nhật còn luôn nè. Con này 2.000.000 nha, máy quá đẹp rồi, bình xăng lớn zin đẹp mới chát nè. Chế là chế quanh và gồ. Đó, chế quanh và gồ lóc dập da băng. Con này ra bóp zin luôn nha nè, quá đẹp. Thấy không? Đẹp nguyên zin. Đó, tum liền, công tắc đây ha. Đó, ra bóp zin nè. Cái ra bóp này hiện tại thì nó bị đứt dây ga hay gì đó. Mai em sẽ làm lại nghiêm chỉnh hết. Làm ra bóp xịn sò cho anh em đàng hoàng nha. Nguyên zin hết, cần đầu bò là zin hết 2.000.000 nha nè. Con này rất là đẹp nha nè. Hơi cực kỳ căng. Rồi U12 2.000.000 ha. Hôm qua con U13 thì anh em chốt hàng thì nhớ liên hệ trực tiếp giùm em là 0972 949 527. Xem nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh ha anh em. Rồi tiếp theo U13 là dòng máy viết nha anh em, Gilby. Con này là thuộc dòng Mitsubishi TL201 nha. TL231 xin lỗi anh em, TL231 ha. Nồng 32 ly 23cc siêu đẹp siêu mới. Con này 1.8 anh em, con này cũng phải gọi là thiếu cái thùng rồi, nó cũng mới gan con Magu hồi trưa em lên. Lóc dập da băng nè, chế quanh rồi, tay đỏ luôn, tự động luôn ha. Nguyên zin hết, rất là đẹp, rất là mới. Anh em nhanh tay lượm con này nha, quầy vàng chóe luôn, 1.8 thôi. Giá thì cũng quá là rẻ luôn. Đó, số xe ghi nè. Bu nè. Đẹp. Cực kỳ đẹp. TL231 anh em. Đó thấy không? Rồi con này là nó xài không biết nó xài kiểu gì luôn. Đó anh em thích kiểu nào thì em gáp vô đó thôi. Một tay hai tay, đó, thích vô chỗ nào thì làm chỗ đó. Căng, đầu bò zin. Ở 1.8 nha cho U13. Quá bốc. Quá đẹp. Trợ lực chỉ cần lôi dây lên là nổ thôi anh em, hai ngón tay tay trái nữa nè. Rồi U13 ha, 1.8. Tiếp theo là con U14 và U15. Thì cái cặp này là cặp Kyugit Echo. Cặp này là 26cc nồng 34 ly nghe anh em. Đó thì con này 1.9 nè. Con này 2.1 ha. Lý do con này nó xịn sò hơn, đời nó cao hơn. Đó thì con này thì nói chung hai cái cặp này thì chạy bao mạnh bao lực cho anh em luôn. Con này 2610 hay là 2600 hay là 261 là nó đó nghe anh em. Là nó đó, dòng đời cao của nó không đó.
Đó thì cặp này thì chạy bao mạnh, anh em về đập cước chặt cỏ cứng rồi này kia là thoải mái. Cái dòng Kyrgyz Echo này nó chạy rất là dữ anh em, chạy cực kỳ bốc luôn, cực kỳ khỏe luôn đó, và độ ổn định nó rất là cao nha. Đó thì con này là xài chế hai kim chế quả ga, còn con này là chạy hai kim chế quanh gò ha. Hai con là chụp diệt trợ lực lớn cho anh em hết, tất cả là tôm nhôm hết đó. Máy móc thì anh em nào đã từng xài Kyrgyz Echo rồi thì biết rồi ha, chạy bền bốc, nó ổn định nó rất là cao nha, cái độ ổn định nó rất là cực kỳ cao luôn, nó không bao giờ mà nó không giặt hay là lỗi giặt gì hết đó. Cặp này đẹp nguyên zin hết nha anh em. Đó hai con là tôm nhôm hết. Ở con U14 này thì nó hơi chốc chốc cái tôm tí xíu đó ha, nó hơi chốc chốc chạy chạy xíu. Đây số series và mắt anh da băng ha, đó có chân luôn nè. Đó thì con này 1.9 ha, con này 2.1 thì đương nhiên là nó phải đẹp hơn rồi đó ha. Tôm cũng là tôm nhôm luôn, đẹp, áo sống đẹp hết đó, nó hơi dơ dơ đây xíu. Đây cũng số series đây ha, 2610. Con này chạy chế hai kim quanh rồ, còn con này là chạy chế hai kim da băng quả ga. Ở anh em thấy chữ da băng không, kim màu vàng ở dưới là chỉnh gió anh em, ốc trên là gam ti ha. Ở con U15 này ốp eo xịn sò luôn nè, không ốp eo quá xịn sò luôn. Rồi tất cả là đều hai tay lái ra chết hết nha, công tắc trên tay hết, xuống là tắt lên là chạy, cần đầu bò là bao cho anh em zin hết. Quá đã, cặp này nổ cực kỳ sướng, quá giòn. Quá sướng, phải gọi cặp này phải gọi là siêu gác luôn á. Ở cặp này theo em đánh giá ha, hay là nó chạy ăn đứt ba con mít xu này luôn á. Chạy nghe anh em nghe vàng biết rồi. Đó rồi, tiếp theo là tới ba ông của nội cuối cùng nè, ba ông xịn sò nè. Mít xu mít si. Ba đời luôn nha anh em. Đời này là TB26 ha. Đó thì đời này là TB26 nòng 34 ly 26cc, còn đời này là đời TL 26 nòng 33 ly. Còn con này là TL, ối con này là TU. Đó. Rồi thì em sẽ đi vô chi tiết ha, chi tiết từ con. Thì mấy cái dòng này thì anh em đã tìm tới nó rồi thì anh em biết rồi ha. Mấy cái dòng này nó chạy rất là bốc, rất là mạnh và cực kỳ là lợi xăng. Đó dòng này thì chuyên của nó là lợi xăng. Đó. Rồi em vô cái con U16 là con TB nè ha. Con TB này là cái áo nó hơi không được đẹp xíu, bởi vì nó 2.3 nó rẻ hơn hai con bên đây 200.000. Đó thì con này thì được cái là chụp việc trợ lực lớn, ủa trợ lực nhỏ chứ xin lỗi anh em. Trợ lực nhỏ, máy móc nguyên zin hết, bình xăng lớn có chân bảo vệ bình xăng. Đó chế là chế hai kim chế quanh rồ chế zin. Hai kim quanh rồ zin cho anh em, lốc dập da băng hết. Đó máy móc bao cho anh em là zin 100%. Đó nếu như mà anh em thợ mà thấy cái điểm nào lô qua cho luôn cái máy, không có nói nhiều. Đó, đừng có nói mình lô mình bắt tới hai cộng dây xăng này nha. Đó là chịu luôn á. Tôm gài, tôm nhôm, tôm 260, anh em gáp được sẽ thốt ha. Đó. Máy móc thì nguyên zin hết, tôm này hệ chóc xíu. Đó con này hai tay lái ha, ga nó tay kiểu anh em, cái ga nó hư rồi chừng nào em sẽ gáp cái ga chết như gì lại cho mình ha. Đó, cần đầu bò thiếu nữa gáp zin hết. Rồi con U16 này là 2.3. Bơm xăng lên. Con này được trợ lực nhỏ nha anh em, con này 2.3 ha. Tôm gời, tôm nhôm, tôm 260 có thể gỡ ra gáp xịt thuốc hết nha. Đó rồi, con U17 này thì đây là 26 ha, con này quá đẹp luôn anh em. Bình xăng lớn là zin nè. Chế hai kim chế quanh rồ chế zin nè. Đó mấy anh mà không biết mà nhìn vô đánh giá nó bộ chế này là lô nữa nè. Chế zin nha. Đó nói chung là bên em bán hàng rõ ràng lắm, đâu ra đó cái nào zin thì nó zin, còn cái nào lô thì báo lô. Lốc dập da băng ha. Nội cái nhìn cái bình xăng lớn này không là đủ tiền rồi. Đó mấy bình này về thường thường nó vàng khè hoặc là nó bị bể hết. Đó nhưng mà con này còn lực quá đẹp, 2.4 anh em, U17 2.4 ha. Đó cái đời này là cái đời xì chum nè, đời KZ hình như là có con xì chum hay gì đó. Đó đẹp, đây nó nè. Đó công tắc này ha, nói chung con này đẹp anh em. Tôm gời ha, cái chỗ này là cái chỗ nó lòn dây ga nè ha, nhưng mà em lòn lại bên đây cho đừng chạy nữa. Đó
đẹp, số xe ghi ba số rồi nè, 34 ổ 33 ly nha, tên là 26 ha. Con này thì xài tay lái đơn một tay, còn anh em không thích thì lên hai tay em gáp miễn phí hết nha. Ở cần đầu bò đều là zin hết nha anh em, zin hết. Thôi cực kỳ căng nha. Rồi tiếp theo là con U18 là con cuối cùng ha, là con này là con TU26 anh em, con TU này là đề cao nè, con này là đề cực kỳ cao luôn nè, nội nhìn cái tem chụp giật là anh em biết TU đề cao nè, đó ha. Thì con này chơi lực nhỏ nha, thì nó thì nòng niếc rồi này kia nó di gian tên là 26 đó. Lốc thì con này nó riêng biệt, con này thì nó lốc dập là Mitsubishi nha anh em. Ở con TU này thì để Mitsubishi ha, số xe ghi nằm bên đây luôn nè. Ở TU 26, nòng 33 ly 26cc, máy móc nguyên zin ha. Con này chạy chéo 2 gò, quanh rồ 2 kịp, máy móc zin đẹp, liền lạc. Đó, bình xăng lớn zin luôn. Con TU này thì cái mẫu nó nhìn nó bắt mắt hơn ha nè, nhìn nó bắt mắt hơn. Đó, tum gờ cũng là tum gờ, tum nhôm nha. Đó, quá đẹp. Zin hết, tay lái hai tay ra chết, công tắc trên tay luôn. Lên là tắt, xuống là chạy ha. Cần trắng cỏ đầu bò là bao cho anh em mình zin luôn. U18 2.4 triệu nha. Rồi anh em chốt hàng thì liên hệ trực tiếp giùm em là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh và một dấu like ha. Rồi bye bye anh em, hẹn gặp lại clip sau.